dị ứng cấp, tức là trong những trường hợp mà bệnh nhân bị ngứa ngáy phát ban trong vòng vài ngày hoặc là dưới 6 tuần. Trường hợp mãn tính thì nó sẽ kéo dài trên 6 tuần, tái đi tái lại nhiều lần. Với những trường hợp bị nhẹ mà chỉ bị sẩn ngứa thôi thì không ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh. Tuy nhiên, một số những trường hợp bệnh nhân lại bị nặng ấy, gây những phù nề thanh toản hay chúng ta hay gọi là cái tình trạng phản vệ. Nếu như nặng, nhân có thể tử vong. Dạ thưa cô, thế nào là dị ứng thời tiết ạ? Dị ứng thời tiết tức là khi mà thời tiết thay đổi đột ngột, đang nóng sang lạnh hoặc lạnh sang nóng. Cái điều này nó sẽ ảnh hưởng đến nhiệt độ môi trường xung quanh và ảnh hưởng đến phấn hoa này, nấm mốc này và tồn tại trong không khí, và nó ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của cơ thể, làm cho cơ thể của chúng ta không thích nghi với những cái điều kiện xung quanh, gây nên tình trạng dị ứng. Dạ thưa cô, thì dị ứng thời tiết có phải là căn bệnh nguy hiểm đối với sức khỏe không ạ? Dị ứng thời tiết ấy, thì nó sẽ có hai loại, một là dị ứng cấp và hai là dị ứng mãn. Dị ứng cấp tức là trong những trường hợp mà bệnh nhân bị ngứa ngáy phát ban trong vòng vài ngày hoặc là dưới 6 tuần. Trường hợp mãn tính thì nó sẽ kéo dài trên 6 tuần, tái đi tái lại nhiều lần. Với những trường hợp bị nhẹ mà chỉ bị sẩn ngứa thôi thì không ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh. Tuy nhiên, một số những trường hợp bệnh nhân lại bị nặng ấy, gây những phù nề thanh toản hay chúng ta hay gọi là cái tình trạng phản vệ. Nếu như nặng, nhân có thể tử vong do trường hợp là chèn ép vào đường thở. Tuy nhiên cái trường hợp đấy không có nhiều, nhưng nó cũng là một những cái biến chứng rất là nặng nề. Chính vì vậy, với cái dị ứng thời tiết thì chúng ta không nên chủ quan. Nếu như chúng ta mà bị cấp như thế thì chúng ta sẽ phải đến ngay bệnh viện để điều trị. Còn nếu trường hợp tái đi tái lại thì nó sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng lại ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Dạ thưa cô, thì dị ứng thời tiết có những biểu hiện như thế nào? Dị ứng thời tiết thì có những cái triệu chứng rất là điển hình mà chúng ta cũng rất dễ nhận ra. Đầu tiên đấy là có những số những bệnh nhân thì hay bị viêm mũi dị ứng. Khi mà thay đổi thời tiết một cái thì bệnh nhân cảm thấy có thể chảy nước mũi này, hắt hơi này, hoặc là ngạt mũi. Triệu chứng đấy làm cho người bệnh rất là khó chịu. Triệu chứng thứ hai đấy là nổi mày đay. Bệnh nhân ở trên da tự nhiên nổi những cái nốt như là mũi cắn ấy, có thể riêng biệt từng nốt một hoặc có thể dày thành từng đám, và có thể là mọc ở một số những vị trí da mỏng, cũng có thể là bị ở toàn thân. Ngoài cái nổi sẩn nốt phỏng lên như mũi này thì bệnh nhân rất là ngứa ngáy và có cảm giác như là đôi khi thì nóng bừng như là sốt. Triệu chứng thứ ba mà chúng ta cũng thể hay gặp đấy là cái tràm mũi nhiễm. Gặp cái tình trạng này thì trên da sẽ nổi đấm chấm những cái nốt nhỏ có nước ở bên trong, và đôi khi nó có chảy cái dịch vàng và cũng làm cho bệnh nhân ngứa ngáy khó chịu. Nếu như chúng ta mà không điều trị sớm để cái tình trạng này kéo dài thì có thể gây đến tình trạng bụi nhiễm, tức là nhiễm khuẩn ấy, cũng rất là nguy hiểm. Và triệu chứng thứ tư là có những bệnh nhân thì hay gặp ho và khó thở. Thì như chúng ta đã nói ở trên, nếu chỉ bị ho thôi, cái tình trạng ho khan, ho dị ứng thì bệnh nhân ho không có đờm, đôi khi là ho kéo dài, ho khan rất là khó chịu. Thế còn trường hợp khó thở thì đặc biệt là nguy hiểm. Nếu như chúng ta mà khó thở nhiều mà lại khó thở nhanh nâng thì chúng ta sẽ phải đi bệnh viện ngay. Triệu chứng cuối cùng mà chúng ta có thể gặp đấy là tình trạng ngứa mẩn đỏ. Thì tình trạng này thì chúng ta cũng khá là hay gặp. Nó có thể ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể. Nếu chúng ta không điều trị có thể nó lan rộng toàn thân và nó có nổi những cái lấm chấm làm cho bệnh nhân rất là ngứa ngáy. Dạ thưa cô, thì dị ứng thời tiết nguyên nhân là do đâu ạ? Ngay từ cái tên chúng ta đã biết là nguyên nhân ở đâu rồi, đúng không? Tức là nguyên nhân là do thời tiết, do thay đổi đột ngột, và nó sẽ tác động đến hệ miễn dịch của cơ thể. Và đặc biệt là nó sẽ, tức là khi mà cơ thể của chúng ta gặp những cái biến đổi đột ngột ấy, thì nó sẽ có cái cơ chế là sẽ tự sinh ra các chất để chống lại với lại cái khắc nghiệt của môi trường. Thế và cụ thể trong trường hợp này là nó sẽ tăng tiết histamine. Đây là một trong những yếu tố quan trọng tham gia vào quá trình dị ứng. Chính vì vậy mà khi mà thay đổi thời tiết đột ngột thì một số những cá thể mà không thích nghi, không phù hợp được thì sẽ gây tình trạng dị ứng. Dạ thưa cô, thì khi bị dị ứng thời tiết thì bệnh nhân nên làm những gì hay là kiêng khem phòng tránh như thế nào để bệnh bớt diễn ra phức tạp hơn ạ? Như chúng ta đã biết là cái dị ứng thời tiết là do cơ địa. Khi mà bị dị ứng thời tiết thì chúng ta sẽ tùy theo những cái triệu chứng mắc phải mà chúng ta sẽ điều trị. Nếu như nhẹ thôi thì có thể tự khỏi, nhưng còn nặng lên thì chúng ta cần phải đến bác sĩ. Và tốt nhất là tránh tiếp xúc với lại thời tiết khi mà nó có cái sự thay đổi đột ngột. Và lúc đấy chúng ta nên ở trong nhà. Khi mà đã bị dị ứng thời tiết rồi thì chúng ta cần kiêng cái gì? Thì kiêng rất là nhiều thứ. Đầu tiên là kiêng những cái gì mà nó ảnh hưởng đến cơ thể mình. Ví dụ như là rượu, bia, thuốc lá là những thứ rất là độc, đúng không? Khi mà cơ thể của chúng ta bị suy yếu đi thì cái khả năng miễn dịch với lại thời tiết thì sẽ kém đi. Chính vì vậy chúng ta sẽ phải ăn uống đầy đủ này, chế độ sinh hoạt lành mạnh này. Còn khi mà đã bị rồi này
thì khi chúng ta ngứa quá thì hạn chế tối đa cái gãi, bởi vì gãi nó sẽ gây rất nhiều biến chứng và nó sẽ bị nặng lên. Nếu như có thể chúng ta sẽ lấy một cái khăn khô và ấm và chúng ta sẽ lau vào cái vùng bị tổn thương. Một điều nữa thì cũng rất là quan trọng, đấy là khi mà có sự thay đổi về thời tiết ý, thì chúng ta cũng nên hạn chế ăn những cái đồ mà dễ bị kích ứng, ví dụ như là đậu phộng này, hoặc là những cái hải sản này, hoặc là những cái sản phẩm chế biến từ sữa. Và một trong những cái lưu ý cũng rất là quan trọng, đấy là về ăn mặc ấy. Ví dụ như là khi mà trời lạnh thì chúng ta phải giữ ấm này, khi mà trời nóng thì chúng ta phải thoáng mát, khi mà chúng ta mặc đồ bó sát này hoặc những đồ nóng này là tác tiết mồ hôi nhiều, cơ thể không có thoát nhiệt được, gây những cái tình trạng dị ứng. Dạ thưa cô, thì với cái tình trạng dị ứng thời tiết như thế này thì sẽ có phương pháp điều trị như thế nào ạ? Điều trị dị ứng thời tiết ấy, thì chúng ta có thể điều trị bằng đông y hoặc điều trị bằng tây y. Với tây y thì chúng ta hiện tại bây giờ không có phương pháp điều trị triệt để, bởi vì do cái hệ miễn dịch của cơ thể. Cho nên là nếu như khi mà chúng ta mắc rồi, nếu nhẹ thì chúng ta sẽ dùng kháng vitamin. Còn trường hợp nặng mà gây tình trạng khó thở, chúng ta nên dùng corticoid. Tuy nhiên là nếu như dùng corticoid thì chúng ta không tự ý dùng mà cần phải đến các cơ sở y tế để được bác sĩ kê đơn. Thế còn về điều trị bằng đông y ấy, thì riêng về đông y để điều trị cái dị ứng thời tiết thì rất là tốt. Xung quanh chúng ta thì có rất nhiều những cái cây cỏ mà có tác dụng trong cái điều trị dị ứng rất là tốt. Chúng ta có thể dùng lá kim giới này, hoa kim ngân và dùng cả cây kim ngân luôn đó. Hoặc là dùng xài đất này, tùy theo dị ứng với cái gì, nóng hay lạnh mà chúng ta có thể đun lên và tắm. Chúng có cái tác dụng chống ngứa rất là tốt. Nhưng tất nhiên đây chỉ là những cái điều trị triệu chứng thôi, chứ không điều trị khỏi triệt để được. Ngoài ra chúng ta có thể dùng những cái bài thuốc cổ phương để điều trị cái tình trạng dị ứng thời tiết này cũng rất là tốt. Chứ còn tại phòng khám tiểu y đường thì chúng tôi có những cái bài thuốc đã được bào chế và được chiết xuất thành thuốc bôi ấy, để chúng ta có thể về lau bôi khi mà chúng ta bị dị ứng lên. Và ngoài ra kết hợp với lại cái thuốc sắc thì hiệu quả trong cái trường hợp này cũng rất là tốt. Không thể điều trị triệt để, thế nhưng mà nó sẽ hạn chế những cái triệu chứng nặng và sẽ kéo dài được cái tác dụng thời gian ổn định đối với bệnh. Vừa rồi thì chúng ta đã được lắng nghe những chia sẻ đến từ bác sĩ Trần Thị Thu Huyền xung quanh về tình trạng các bệnh lý liên quan tới dị ứng thời tiết. Nếu còn bất kỳ thắc mắc gì về căn bệnh này hay các bệnh khác liên quan tới da liễu, nam khoa, phụ khoa hay cơ xương khớp, các bạn có thể để lại bình luận ngay dưới video này hoặc gọi trực tiếp từ số hotline của phòng khám 0789 502 555 để được các bác sĩ tại phòng khám hỗ trợ và tư vấn kịp thời. Ngoài ra là mình đừng quên có lịch khám trực tiếp với bác sĩ Thu Huyền tại phòng khám địa chỉ số 166 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.